3 năm yêu của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu thường xuyên bày tỏ tình cảm vào dịp quan trọng, được gia đình vun vén mối quan hệ trong 3 năm gắn bó. Tối ngày 17 tháng 9, Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội. Cặp sao cho biết thấy tình cảm chín mùi, suy nghĩ trưởng thành để cùng xây dựng tương lai. Hôm 15 tháng 8, cả hai kỷ niệm 3 năm yêu, nói biết ơn vì đã gặp được nhau trong cuộc đời. Chuyện tình của họ được nhiều khán giả nhận xét lãng mạn, bình yên, hiếm khi thấy tin đồn không vui xảy ra. Hình ảnh đầu tiên của cặp sao gây chú ý là lúc cầu thủ ôm hoa đợi chúc mừng Doãn Hải My sau khi vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đây cũng là thời điểm cả hai mới quen nhau nhưng còn e dè trước truyền thông, công chúng. Hình ảnh gây chú ý đầu tiên của cặp sao là lúc cầu thủ ôm hoa đợi chúc mừng Doãn Hải My sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời điểm này, cả hai mới quen nhau nên còn e dè trước truyền thông, công chúng. Tháng 8 năm 2022, cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ, nhận được sự ủng hộ lớn của fan. Trước đó, họ đều kín tiếng về chuyện tình cảm, riêng tư. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My do trúng tiếng sét ái tình trong lần đầu gặp mặt. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do bận học. Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Đoàn Văn Hậu thường xuyên bày tỏ tình cảm với Doãn Hải My trên mạng xã hội, nhất là vào dịp Valentine, sinh nhật của nửa kia. Anh cũng chủ động sắp xếp các cuộc hẹn hò sau xã trại tại các đợt thi đấu, thường dùng hoa hồng đỏ để tặng vì là loài hoa yêu thích của Hải My. Cả hai có sở thích diện đồ đôi, đi du lịch biển. Họ nhanh chóng đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên, nhận được sự đồng ý, vun vén. Cầu thủ kể trong một lần dẫn bạn gái về Thái Bình chơi, Doãn Hải My ghi điểm trong mắt người thân khi không ngại xắn tay áo vào bếp, rửa chén bát. Doãn Hải My nhìn nhận nhờ tình yêu, bản thân ngày càng trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, quyết đoán trong mọi việc. Văn Hậu được Doãn Hải My khen tâm lý, ga lăng. Anh luôn có mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của bạn gái như lễ tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 4. Doãn Hải My cho biết hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu, thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Người đẹp xuống sân ăn mừng cùng Đoàn Văn Hậu khi câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League 2023 hôm 27 tháng 8. Hiện Doãn Hải My muốn tập trung hoàn thiện một số dự án cá nhân trước. Họ sẽ đính hôn trước khi tổ chức đám cưới vào đầu năm sau. Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải người đẹp tài năng. Cô làm mẫu thời trang và kinh doanh. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành huy chương vàng SEA Games 2018. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.